បាទលោកសង្សានករណាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រិយអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ុនទីនិងជាប្រធានកុយចល័តតំបន់6លោកព្រៀបភិរ័តបានដឹកនាំកម្លាំងចុះដកហូតទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូសរុបចំនួន4ហាងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ត្រីកុយដកហូតបានប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូចំនួន185កេះនិងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន1,750គ្រឿង ខណៈមន្ត្រីកុយប្រមានបន្តអនុវត្តច្បាប់ដកហូតទូរស័ព្ទមិនបានបងពុនទាំងអស់នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីយកទៅបងពុនតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយសារតែបែបនេះហាងលក់ទូរស័ព្ទនៅស្រុកមេមត់និងហាងទូរស័ព្ទនៅក្រុងតាខ្មៅជាដើមបាននាំគ្នាបិទតូបចោលស្កាត់ច្រងំប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះសំណួរទីមួយរបស់ខ្ញុំតើការចុះប្រមូលយកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អាជីវករយកទៅបងពុនបែបនេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលនាយកដ្ឋានកុយគ
rương nít xâm thạc rõ là chỉ rương môi nụ nông chùm nóm chỉ rương chỉ trang tiết đài dương và tế cảm được chỉ dương đài cùng bông tài cả miền làng hay bảo này dây dòng bí sát thân là phép ní vinh dương khơi nhanh nơi cảm được chỉ dương cao bị bánh hạ COVID máu cứ miền bánh hạ sẽ được kịch lẹ đồn đạp được chỉ rương ở cho là nạ trọp rương rương đầy thli chỉ đám nắng hay nâng mục đồ bò bò chìa bà rọt dưỡng nâng cùng bông tài miền phía bà chôm khá lăng rùm tiền cả thơ sài trong cả bò bà chìa bà rọt nâng có bị bạc nông cả lúc cả xì phò rò bò khá luôn chìa đàm hay có miền cùng nà ơn bò rọt khá có quạt chùm nạ sọc chạm chanh bì tè đồng bây tổ rô ca nghe thơ ích rào bà tê chìa đàm chân nông cả rần này rương tù đi sạp đi chân kết thà vi kron là chỉ rương môi bởi dương bình đất thà vi chìa cả ăn vọt chạp bạp vi chìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn rồi rồi nè chỉ riêng ở tờ trà cho nó đào nông bắt tay hơi bò rót cọt yộc từ lụi yộc từ đồ hay riêng từ thưa ca chặt yộc này vì bà bò từ đào bộ cọt dạng khăng anh ấy cứ chiều quay để nhom mở khởi chẳng hay nông bánh hà này nhom kết tha vì chỉ riêng môi đài mình men cắt lang trầm tai nông bao màn khai đi tế hay nhom kết tha bớt sinh chỉ thưa lang đào ở chỗ ba loa nó không rương của một bốn đi nhạc đại của thơ chứng kế cứ chỉ nhạc sai lại từ lỡ mình trái đá thông thông nằm trái đại kẹt kẹt đại chỉ nhạc miền sân miền này không ca nôm châu nơi tùm ninh xinh xinh chỉ trán đại mình bằng bốn là nâng cua tại miền ca sao chiều ở bàn chỗ ba loa chỉ chiêng còn là thật thơ từ lỡ tại bốn màn rương nâng hay dừng bình chọc chẳng mình cua thơ đào cao lăng từ lỡ tại bốn màn khai được coi chồng nói chuyện năng tì chẳng khi dù thà ở đây để chiếc bánh hát cứ miền ca bằng rừng cả nó quát nó tạm bồn đài nó ở bàn chế bạc ló hay sao chế đưa rộng ở khơi nhầm bì mình trái đài nó quát chế bạc nó tạm đồng bọn thì mùi mùi đến thật ta nẹ na đại chế nẹ bàn đài bàn đáo ý áo ý văn kịch bồn ý tầng ổ nâng chôn mà đó không bà tế cam bà chế dương bàn chẳng bà xin chỉ dương rộng khơi nhỏ chế bạc ló hay dương miền bì thiên ca ở bàn tăng răng từ chỉ mũi nâng mình trầy anh hoạt nâng tức trong kết tha mình bị bạ trong bạch màu thưa bà bị chìa vật đại chìa chìa vật con nẹ ruộng đô xâm hiệp trên châm chìa vật trăm tháng ngày bằng nâng tế bạn bà bánh tay lục sân sàn cả nà ta tu được sắp đại kỳ độ dục thật bóng bốn đi chìa tu được sắp đại kỳ pra hơi rồi chìa tu được sắp thăm mây bạn khi mình chìa bà đế đại tay dân bàn tam ta nợ bò đồng miền nâng dân khơi nhai đi tha đo thân nạ thập tu được sắp đài về để chạm xuống bay để nẹt để kia vô từ chục chục nợ hàng nâng có thể vô tu sắp thì từ đây trong miền này tham mình miền ca trút biển đất ở chỗ ba lo hết tiêu bị tu sắp chỉ tràn cương đôi lục sa đà lực làng mình chẳng chẳng mình miền ca trút biển đất thà ta nâng lấy câu nâng băng phun rừng nơi mình băng rừng nơi chẳng mấy nâng đôi chi mình chỗ ba thế đó thân nạn thì vô tu được sắp để kịp ra hơi hơi khi ông vô tham rương tầng ở đấy đôi để khi ông lực làng từ đây chẳng cứ vì chỉ riêng môi đài mình men chỉ bánh hà thông thì hay bậc khi ông chọn lực mình thay mức khi ông chọn bị chạm vì cái càng nghề coi được có phần đa đi những khởi nhảy được nông sản công cam bị chia và sân chỉ nẹt để miền côn nẹt để miền
Nâng vô mà lên mà sao tháo bà xin chìa từ chơi nó cho lắng rồi nhảy từ thứ coi prom đây là lời chẳng cứ mini thác cả lạnh để ti tăng nó cứ hao thác cả lạnh khăng cho nó cứ chỉ bịa để cái lên sai bàn tay à quay từng ngón bàn mơ khơi là chạy sai dương sầm quan mơ khi mình trận này từ đó nè từng ngón nó mới bàn tay dương dương à quay để dương và róm những đang ấy bật tên na có cái băng pun này nè cái băng pun hay đấy ban chẳng vì bố cái băng pun nằm bay ao từ rót rót nó kỳ vô thứ ấy kỳ vô từ cột cột chặt chẽ nằm bay chia vào giàu xa thì là nặng cái đây nè đôi chia thừa sẽ là riêng thừa phải là thân lo thừa mình tìm pet ấy chị đam hay vô từ thừa cả bàn chay ao chị prạ bị vót từ đó trời đi chia con cầm lang prạ bảo vốn ấy ngon hơn thế kỳ thừa đói đói đầm là hiệp nè kỳ vô mau thừa cả chặt chẽ cột cột đặc nom riêng trong bát tê nâng xem nhà ruộng ban từng học này men vô tới phơ miên phơ ban tại mà crom hay bát tê chiết dân cứ bị ăn riêng chấm rán ha biến nơi tại miên phep cây cro chấm nạ sọc chia bát nơi tại lủng ba ấy chả đám hay bà dân biến đất ẩm pia rương vô pon đi tiết sao bà dân mới đôi rương pon à cho là nạ trọp dân khơi nhận đầy thli tại sầm bánh suốt hai nẹt ná đầy miên đầy thli thông chừng kỳ chớ là nẹt miên nẹt ốc nha nẹt thông đấy sưu thập quân đây từng ngõ nó miền nằm là phía vô đấy chú cáo còn là từ đó chú mua thật kìa ní đây ní là bỏ nẹ ná cứ nẹ từ vô quân nước ai phải chia đỏ clear phải chia mà rồi cái lô mai đây muốn nó mình hiền tụ bạc bỏ lại anh ấy cứ chia pành hà khi ông lực thực chất khi ông chẳng ao ấy na cả anh vợ chấp bắp thưa mấy anh vợ ấy là ở trầm trừ nằm bây vô máu thưa cả thì vợ co sang và tiền chia anh ấy cứ chia riêng để dưỡng chẳng khơi mình men thưa là người biết mặc sol hay thưa ta mà rắm nức khơi hay thưa đòi miền bị thi sa không ca nó vọt ở bàn trầm trừ tam cho bác nó phơi đôi chiếc miên bị giáo như thế việc miên ấy là bây màu cài prai nơi bánh hà tầng ngọt bán được gọi đọc sài bánh hà sẵn cung từ lưu rương đọc hốt bốn nâng ấy ai vì miên phiếp miên làm lá phiếp miên kẹt này phiếp ấy thế của dương và dương bình đất và là bài ca bà khang ông khang ông ca đầm lá phiếp với những khứ nháy rồi cho nắm rương bốc lùi này cứ tăng pi nó tháp ban ai cái chân cái đây đó khang tờ lá ca cái đấy nó cứ miên miền bánh hà lê chấm nát thân nặng bằng đài lõ đây cứ lê thoi là hốt đôi chìa chân năm bì bòn phây bấy đấy dừng khơi bìm nâng bì bòn phây bí dừng thoi mà đo bầm bấy lê kia đó thế lẽ mà đo bì mà rồi ha mà đo là rồi ha sập bầm bấy mà đo khăn ông chùm nào mà tê mà rồi bạch sập hay dừng thế lẽ là hốt bằng tay à vậy đây chìa dừng mơ khơi khang nẹ nông bì rạch thà phì báo cứ tanh tay bà cái tanh tay chân cho sắp thà bài ca năng bìa mình cho bình chăng ấy bằng đây dừng mơ thiết bất bình bì dàng mạch ở đây khi ông bị cha là vì bố rương tầng on đấy mình chưa có bao tại vì chưa có đó đấy chưa có bao tầng mê đắc non và tê tiết vì bố mình trây quát chưa mình trây đá mình ai do chia chỉ ca ban của dân mơ khơi đôi chia rương coi khá mình trây thành nạp phần phần miền lôi rọp bòn liền đồn lại ấy là dân dịch xua mơ thả tá dân kịch mới quạt quạt phở ấy bảo sân chỉ còn tại prạc khai hay tu nịt tì bảo phần nắng quạt ai miền lôi rọp bòn liền chẳng quạt phở ấy khá anh ấy cứ chia sầm nua để dân xua từng ọc này hay khi nhóm có mình vô lấy phụ phê khá mê đất nóm ai quạt chưa tài lơ được bài cá quạt ọt sơ miên ca trụt biển đất chẳng quạt cua tại thua ca biển đất đồng bây riêng trong tự tế nâng riêng trong ở ban ruo nơi từng ọc này mến ruo nơi tại krom na môi krua xa na môi bạc na môi tế cứ riêng ai vì miên cái hào tha à ca đè tự tu ban phía liếp hoa liếp bị khăn ông sẵn công bị bà tê chết nâng ai bị ban đo cục cục kia đo bị chia vào rốt cục tự xoa bà nạ thằng ông mến mình riêng tại ban mặc crom hay mặc crom tiền về tình nghĩa nè bạn 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 ông quân tràn lục sơn sản cả na bắt tay lục đồng sáp hay tha ca bầm mồ do tu sập đầy ní cứ tha biên mặt tệ khác kề ri quân tha chỉ ca đại thừa láng đòi xa tay rồi tha bị bà cầm chi ở lui nơi không ca bà ao bộc lực mình trai được ca nơi tam cơ suông sát ban tăng vị thân ạ chiết ở hồ đó thân ạ mua được than trong đấy ní ta lục dồn khơi bài nào đại tử lục sông sản cả đàn à nhưng mình miên po rồi miên cho ba vì đường đằng tế lục sạt đá bàn tay bởi dương dột màu bình nhật bính và sân chia vì chia ca bình chia được coi chia ca bình chia đòi
ខ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប្រហែលជាមិនអនុវត្តត្រឹមតែខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយនេះជាការមើលទាំងអស់នេះយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ណាវាអាចជាការនឹកឃើញរបស់មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកមកអនុវត្តនៅក្នុង ច្បាប់មានចែងគាត់នឹកគាត់យកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងទៅឬក៏មានបញ្ជាក្នុងត្រឹមខេត្តគាត់មួយណាអ្នកផ្សេងទៀតក៏អត់ឃើញមានការអនុវត្តដែរអញ្ចឹងឬក៏ខេត្តនឹងអនុវត្តមុនគេហើយមានប័ណ្ណបញ្ជាជាទូទៅនៅពេលដែលអនុវត្តទៅវាជាការសាកល្បងហើយមានប្រតិកម្មច្រើន អញ្ចឹងវាអាចមានការថយមកពិចារណាវិញអានេះជាការមើលខ្ញុំណាបន្តែរឿងពិតយ៉ាងម៉េចវាតល់តែ khang ra tha phiba chênh sik dai bom phlư aoy chbas hay bom phlư mon sru ke at chue tiet pi pro thamda pol rat ke dai neak tam dan poramien ke dai ke men cheh tae chue pdeh pdas de ke mien ka kit ke mien ka picharana ke mien mulathan pa ke dai anchang jeung teang thamda sa poramien rư ko poramien dai lech chênh mau hai pas poa to dol rat tha phiba thoe bom phlư dai mien mulathan chbas loh a nang ke aoy chue cheak ban pantae ba san chi mon aich ban te doich lok sarada leuk lang anchang aich ke chaot tha okay anchang បញ្ហាកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានវិបត្តិថវិកាហើយវាអាចស៊ីសង្វាក់ដែរលោកសារដាពីព្រោះថាយើងមើលឃើញក្នុងពេលថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមេដឹកនាំនឹងចេញទៅរកតែខ្ចីថវិកានៃប្រទេសផ្សេងៗយកមកក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងវាអាចជាការបង្ហាញថាយើងខ្វះថវិកាមែនក៏ថាបានដែរអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញត្រឹមរូបភាពព័ត៌មានខាងក្រៅប៉ុណ្ណឹងណាបាទ ប៉ុន្តែបើខ្វះថវិកាមែនតើលោកគិតថាសម្រាប់អាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវានឹងអាចមានការតដកខ្ចល់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតណាដែរតើបើសិនជាតដកខ្ចល់តើរដ្ឋាភិបាលនេះវានឹងជួបនៅហានិភ័យកម្រិតណាដែរតើបាទលោកសង្សានករណា ខ្ញុំយល់ថាมันតិចទេក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើម៉េចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគិតគូរទៅដល់មន្ត្រីក្រមអាវុធរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណារឿង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈការពារជាតិអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ថាវិការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនមានថាវិការទាំងអស់ហ្នឹងផលប៉ះពាល់ច្បាស់ជាមានហើយលោកសារដាពីព្រោះថាសាក់តែអត់ប្រាក់វិវត្តទៅដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងតាប្រមាណខែអាចនឹងមានបញ្ហាហើយព្រោះម្នាក់ៗសិតសឹងតែត្រូវការថាវិការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាបំណុលនានាមិនមែនបំណុលនឹងជាពាក់ទៅពលរដ្ឋជាពាក់ធនាគារណាមន្ត្រី រាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីទាំងអស់ហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ក៏សិតសឹងតែជាពាក់នៅបំណុលធនាគារដែរអញ្ចឹងសិតតែត្រូវការបន្តគ្នាអញ្ចឹងកណ្ណាអត់មានលុយបវលចូលធនាគារធនាគារក៏មានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏វាចាប់ដើមធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងគេថាបន្តគ្នាលោកសារដាបន្តគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាភាពចលាចលសង្គមហ្នឹងវាកើតមានឡើងវាអាចមានពើចោរកម្មវាមានអសន្តិសុខផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
cứ dương tình đang đi ruộng chẳng bờ sân chia nẹt na to kháng cứ ai cặp sầm lấp ai lui ai plom nên chẳng từ rồi có chui đồ cương nhiên art quality sọc tục rồi bỏ nẹt na đây cứ sầm khán luôn ai thứ mấy rồi ai ban để luôn ai anh ấy cứ quay để dương ban mơ khơi như nẹp cái lòng máu nè bạn bạn ông cũng chán lục sung sản cả nè lục đừng sập hơi thả bộ phục khác này dễ thả cái pi cà rập ô yok tu là sập yok tu bằng yok tu bằng pun ấy nó cứ thả รถทับไปบ้างก็มีกับโรงยกตัวเลือกอุปกรณ์อะไรต่างๆเซ็งเซ็งที่ได้โดยจิตตัวหรือก็วัชชุหรือก็เครื่องอะไรต่างๆเซ็งที่เมียนต่างปิดตู้ตะกอไอ้นั่นก็ถ้ายกตะบังปนรวมแต่งมือซึ่งตะเจ้าไอ้นั่นก็ยกตะบังปนไอ้ไทม์ตะเทียดได้จำนวนนี้โลกบาลดังได้เทให้ทัตตาบุษันจิมียนกาทเวอร์ดูชนะแม่นั่งทัตตาดูท่าตาวิประเทศต่อไปที่เราเลือกไปพบโลกนี่มีเกทลอดฟื้นจังได้เท่าไหร่โลกสังสรรค์กันนะยมตามนานพอรมีนตัวดูจีมันมีประเทศนาเกทเปิดดอลกมรดแบบหนึ่งไปเทปุ่มทำนาตุ่มหนึ่งน้อมโฉลตามฉลองพรมแดนมวยมุ้ยเกรดตัดตั้งเก็บบังรุ่ยรอไอตัวห้อยห้อยเกกัดปุ่นไอรุ่ยตัวห้อยให้ได้ไล่ยังมาอ่านวัดดอกเปิลได้จับดาวมามาอ่านวัดดอกเปิลนั้นยมโยธาวิจิเรื่องได้อ่านวัดได้เหมือนตรมตรเต้บ่าวเพื่อนช่างแม่นกูตายบัญชกเตอร์กูตายกิดโรบิธีดำไปปีนัดเมื่ออังปีปัญหาหรือก็มูลหายไอ้บานเชียตุ่มนิ่งต่างอ่อนนักโจรมาดอลปฏิกรรมไปเชียกิดปนบานจังอะไรยังตีหอกช่อมเมียนปอร์เมียนคลาเต้ได้เมียนกายังตามดานพ้องเมียนกาพญาปอร์เมียนพ้องให้กับทรวงดังคลาได้โดยจิการในหื่นลานลานตุ่มเนิบยังเคยยังครัวซาเหมือนไตรมุ้ยไปคลาสนกนงเหมือนไตรนั่งปีกระทรวงบอกล้วนเอาลานมวยจีอัดปนให้เนื้อเมียนลานโกนลานประปนลานไอ้นั่งกระปนบานเตียดนะตามระยะคณีคณีไอ้เชิงเตือนลานต่ำเนิบต่ำเนิบใจหนึ่งตอนเลยให้ได้ปนนั่งจีลานต่ำเนิบตอนสี่ไหมคืออัดบองปน
cứ đầy xa tại khnì khnì rốt ca chẳng tử hơi rương nâu miên là bò bò xong phải rẹp xem xem pre như tiết để miên sai để dẹp kẹ kẹ đứng cổ kịch quân mà đó là không bật tì dàn sưu này ao tại school này thông này ai chẳng tới nè bật bằng khnì khục khật khnì tới vô miền vô bàn được nông tu này tì được bọc luôn này nâng à nâng sắt tại chỉ rương này đấy mình trầm trở tê hơi cua đẹp thơ mách được trong lực lang chẳng bình đất lật tập hiệp ban chắc ba ông pi mua là hai ấy để chạy để chỗ bán hay rô khơi nhưng chưa tha bờ sân chìm thân hạ đất nôm miền mình trây ai kể riêng chùm niên cho ba lo cho thơ ca nằm bây phải giao chiết mình tên mình bị bạ rô đây chứ ba chỉ rô khơi nhảy phù miền ấy bảo bá ở lời dân mưa là mình trây na để miền ban khóc pro cả đây nâng à nâng dân cua để thơ ca sớm kê tử hãy bờ sân rô khơi hãy mình trâm tại vô tại đọ hốt ở trọp xâm bát ấy nâng tê tớ miên tốt toàn tiệt đông bấy bổ miên cầm oi miên hà rương bạp nâng cao lãng được nông sẵn cung dân được tiệt anh đi ban dân thư lãng đòi đòi là o mẹn mà từ chặt thiên ca bê lăng tê của bê lăng nơi nông bà tê của tài công ạ nó vọt ấy hắn chia dự bò kìm tê dùng kết thạc của tài chạp đám bổng rừng cả nó vọt hay nông bà tê cứ mách bạc phơ ca sơm kết bình sơm kết rô thả ta nẹ na khắc để bẹp bọn nông ca nòm dô tùm ninh khó chấp bạc nông chôl mau tam cho nà nẹ na anh nhát anh nâng cụ tê thơ để thở ạ nó vọt và tỏa bác lục sản đạc bạn bạn lúc sân sàn cả nà đôi lúc màn được lăng bẹp bọn tên nâng ca chi lan kịch bún rô bọc krom kru xa mình trai chọn bún nông bà tê kèm chia sắp ngay nì ការជិះឡានគិចពុននេះគឺវាជាករណីមួយដែលវាកំពុងពេញនិយមទៅហើយហើយវាមិនមែនតែពេញនិយមពេលនេះទេគឺតាំងពី20 30ឆ្នាំមកហើយគឺអ្នកដែលមន្ត្រីភិជាច្រើនមន្ត្រីធំធំគឺថាប្រើឡានគិចពុនច្រើនណាស់សូម្បីនៅតាមក្រសួងមន្ទីរមិនអីហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែប្រើឡានគិចពុនពេលខ្លះហ្នឹងក៏យកឡានគិចពុនពីប្រទេសថៃដូចកោតពីស្ដាំទៅឆ្វេងអីក៏មានបាទអ្នកខ្លះហ្នឹងដោយសារតែឡានគិចពុននាំចូលមកពីប្រទេសផ្សេងទៅគិចពុនទៅដាក់ផ្លាកលេខរាជការដាក់ផ្លាកលេខកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអីចឹងទៅគឺថាជីបានពេញទីក្រុងតែម្ដងដោយមិនបាច់បង់ពន្ធបាទនៅក្នុងថវិការដ្ឋនោះទេចំណុចនេះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចមកទល់នឹងពេលនេះលោកសង្សានករណាបាទជាការពិតលោកសារដានេះជាអ្វីដែលយើងបានដឹងបានឃើញព័ត៌មានក៏មានមន្ត្រីកយខ្លះគាត់ខិតខំធ្វើការតាមចាប់នៅឡានកិច្ចពន្ធអីទាំងអស់នោះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអីចឹងដែរហើយខ្ញុំថាអានឹងរឿងមួយរឿងខ្លះយើងមិនមានផ្ដោតតែរឿងបញ្ហាកយយើងឃើញមានអ្នកខ្លះឋានៈផ្កាយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ឋានៈធំធំខេតជាអ្នកឋានៈដឹកនាំខេតអីចឹងទៅទៅបើកមុខរបរឧទាហរណ៍ថាបើកការ៉ាសាំងមួយការ៉ាសាំងហ្នឹងសួរថាប្រេងហ្នឹងចូលមកដោយរបៀបម៉េចអានឹងនេះខ្ញុំគាត់ប្រហែលប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងព័ត៌មានខ្លះពីរឿងហ្នឹងសួរមើលតើប្រេងហ្នឹងពិតជាប្រេងដែលស្របច្បាប់បងពុនដែរទេឬក៏យកមកលាយឡំគ្នាអាមានពុនខ្លះអត់ពុនខ្លះយកលុបអីហ្នឹងបាទបើនិយាយពីប្រេងសាំងសិតតែហាក់បីដូចជាផ្ដាច់មុខដោយក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនទៅហើយមិនចឹងឲ្យលោកសង្សានករណាបាទអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកណាផ្ដាច់មុខឯបាទប៉ុន្តែជាវិញថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការស្វែងរកឲ្យច្បាស់ថាឲ្យបានឃើញថាអ្នកណាក៏ដោយពីព្រោះច្បាប់គេអត់មានយោគយល់ទេច្បាប់អត់មានណានៅពីលើទេបើយើងរកឃើញថាគ្រួសារអ្នកធំអ្នកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើរកឃើញឲ្យអនុវត្តទៅអានឹងវាជារឿងដែលល្អមែនទែនយើងចង់ឲ្យអញ្ចឹងពីព្រោះប្រទេសគេជឿនលឿនគេគ្មានឲ្យពីណានៅលើច្បាប់ទេគឺអ្នកធំកាន់តែខ្លាចច្បាប់ទៅទៀតហើយអានឹងរឿងមួយហើយរឿងឡានដូចលោកសារដាលើកចឹងខ្ញុំលើករឿងពីបញ្ហាដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះគាត់ថាឬក៏អង្គការអន្តរជាតិគាត់ថាស្នើសុំឡានរួចពន្ធដើម្បីយកមកធ្វើការបម្រើទៅដល់សង្គមបម្រើទៅដល់ប្រទេសជាតិអីហ្នឹងដែលជាកិច្ចការមនុស្សធម៌វិញដឹងលោកសារដាយ៉ាងម៉េចឯងគឺត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅខាង CDC ហ្នឹងគឺត្រូវសុំមិនតិចខែទេអានេះតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងណារាប់ខែវាខ្លះដល់ឆ្នាំហើយវាធ្វើឲ្យខកខាននៅក្នុងគម្រោងក្នុងការអនុវត្តដើម្បីបម្រើទៅដល់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិអាហ្នឹងបែរជាមិនមើលឃើញមិនប្រញាប់ប្រញាល់ជួយបែរជាទៅជារឿងអាកិច្ចពន្ធអារឿងជួយគ្នាប៉ពួកអ្នកធំអ្នកតូចអន្តរាគមគ្នានោះអាហ្នឹងលឿនណាស់ឡានមិនទាន់ចេញឆ្នាំស្រួលបួលផងប្រហែលប៉ុន្មានខែផងឃើញឡានជិះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាត់អាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវមើលដែរមិនចេះតែបណ្ដោយហើយបើយើងយកមកអនុវត្តរាប់តាំងពីរឿងទូរស័ព្ទជារឿងកប៉ិចកប៉ុកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយម្ដាយរឿងធំធំយើងចេះតែខ្មិចភ្នែកអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាខ្ញុំថាបរិទ្ធបិទយកពុនជារឿងធំហ่าមិនមែនរឿងទួយយើងអាចចំណូលនឹងអាចជួយប្រទេសបានខ្ញុំគិតថារឿងយកពុននេះជារឿងសំខាន់ដែលយកចំណូលឲ្យបានច្បាស់លាស់អាចជួយបានប្រទេសជាតិបានច្រើនអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាលោកសារដាបាទបាទលោកសង្សានករណីអារឿងពុននឹងមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកយនៅតាមព្រំដែននឹងទៀតសោតអឺ
Coi nó cứ tha bờ sân chia tầm đánh mua giọt chôl bì 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 bà tê krau giọt chôl màu nông bà tê bà tha thử bằng bùn bùn mẹn tên nó đại chôl tức nông thả bì ca chết nó cứ tha ô thò tha thử bằng bùn bà hai chì bây bùn đà la chân bùn đại thử chôl tức nông thả bì ca chết tay bầm bây rơi đà la tê bùn chô rót á bà kéo bì nó sẽ tại bùn nẹ đại đôi tha nè hai hôm mình trai coi ai tiết thở thở ta ăn là nhát ao thầm lấy nâng chôn nâng cái thở miên ca rút ca cho lang và mình trai coi nâng chạy kia tới mà nè mà pon nè khla nâng pi rồi pram rồi bay rồi ấy chẳng thở ở chấm lấy nít thật ta bắt thấy càng bị chia cua tai rót tháp bị ba lô hơn mà nát cua bị nứt mưa là phía mình pro ở đây nơi cả bằng pon nâng cầm đất na đây tới luộc sông sen cả rồi nè phía bên chôm luộc Sarada, capit, lok Sarada nâng lược mau, nông nâng chân nội trời, cứ cái hào ra ca khoa, bác sật tập hiệp nông ca bác đoàn tiết tốt hóa nâng đồ bài bèm xong chân hình dây, xong mưa đồ bài ca kháng ông ca đồng lạp hiệp kỳ bàn rô khớ nhớ, anh nâng có chơi chân nội mùi đài, vì bố vị trí bánh hà nâng ca khoa bác sật tập hiệp nông ca bác đoàn tiết tốt mình trái bốc rồi lùi á. Nó về chân tới à bốc lùi bàn chân hay vô tổ sốc bàn ấy to chân tới chả thấy nẹt là bình thử chọc tu này tì ấy chẳng mình chọc ấy vô rốt ca tổ thân lưu đồng bây giờ luôn bàn và to ca nghe tiết được không có lãnh khăn nâng chẳng như thế nào mà nâng cứ chỉ bánh hà đấy thôi ai bộ nâng bàn chất chè thật hà mình là lối đó sẽ bánh hà bàn này cho mùi thân được nòm chẳng à chẳng nói chẳng nói cụ thể thân được nòm để mình ở tìm bố cùng vô vô là nâng bàn bàn thôi ai vì mình sẽ được bàn hơi chẳng nói cho mùi tiết nâng cứ ca à thuần thiên bà rót ấy từng ao nâng ở trầm trâu được 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 xả đá lực lang mạnh chẳng được thà lan cả xuống đầm rỡ thầm tinh bầm màn cứ ngay đó nẹt thông để nặng được non cả xuống bầm màn ấy vận tải mình trầm mình nâng cái nặng được non mình chia ở tinh vô mà trà non cả xuống để cứ quần phạt ban đó trà ăn cương tiết đầm bây giờ thẹt đó củ xa mà chặt củ xa nâng chỉ bằng hà để dưng bơ khơi phía bị chôm chớn hay là do nước ca kẹt này phía mình này thà vì ở chợ bà lúa ở miền ấy ở miền ca tuột bình đất chia bộ phận nâng ai thưa tới vì bình chốt nó àm bơ nâng bán ao nhẹ để ta cái hào thật can ca nghĩa nó phải khai lời lời tuần tí phần này bị ắt miên thì sao đây rương thằng ông nó đuôi lục xà đá chẳng xì su sốc pan tôi thông tam thông cái hào tuần sau cô bơi á nó bị chẳng tới bánh ha bốn nâng bị ắt ban đào rót phong ai bị ban tới hia hô tới tạm mình tây đây là tuần tí thưa cá nâng bạn លោកសង្សានករណារឿងមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពុននេះដែរគឺថាលោកដឹងស្រាប់ហើយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចុះទៅឃុំណាឬក៏ស្រុកណាអញ្ចឹងលោកតែងតែនិយាយថាបង្ហាញពីសម្មានិច្ចរបស់លោកនោះគឺថាតើឥឡូវយើងសង់សាលាជូនឃុំនេះមួយស្រុកនេះមួយតើខេត្តនេះបាទប្រមាណខ្នងអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយបោះឲ្យអុកញ៉ាណាជាអ្នកសាងសង់ ហើយអុកញ៉ានឹងគឺថាអ្នកអុកញ៉ាដែលសាងសង់នោះឧទាហរណ៍ថាចំណាយទៅលើការសាងសង់សាលានឹងអស់ទៅថា10,000 ដុល្លារជាងចុះបាទ10,000 ដុល្លារប៉ុន្តែអុកញ៉ានេះគឺថាមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំចូលដូចជាខ្សាច់ដូចជាស៊ីម៉ង់ដូចជាដែកហើយនឹងគ្រឿងបរិការផ្សេងៗទៀតគឺថានាំចូលមកដល់អត់យកពន្ធតែម្ដង ចំណុចនេះលោកបានធ្លាប់បានដឹងដែរទេបាទលោកសង្សានកាលបាទជាការពិតលោកសារដាការពិតយើងមើលឃើញអ្នកខ្លះយកលុយទៅទិញតួនាទីទៅទិញតំណែងអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញអង្គការធ្វើប្រើលុយប្រមាណការពិតលុយហ្នឹងគេថាយកទៅដើម្បីជួយជាតិជួយអីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាកុំភ្លេចអង្គការទាំងអស់នោះបំផ្លាញជាតិស្អីខ្លះដោយអង្គការមានបានដោយសារបំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនយើងឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់យល់ដែរថាហេតុអីបានជាអញ
ដែលមានស្រាប់ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈហ្នឹងយកមកប្រើមកហើយ
cùng ao bạc bò lấy hay nẹt ốc nhai từng ốc nắng bảo sân chỉ rô khơi thanh nẹt là nâng từ bẩm plan đây pre chưa ai ra từng ốc nâng đòi mình pro cái đấy là nâng cua đã bình chốt tư hay Bạn miền Việt Thiên ca tức bảo mình chân tê Việt vừa ao miền ca bạc bò ngôn ngôn na chỉ môi nâng thuần thiên thom chia chỉ môi nâng bị chia bờ rót đại quạt rồng cua ấy từng ốc nâng á bạn bạn lúc sang sàn cả là bánh hà bún đi tiết sau có đơn miền bánh hà tràn rùm tiền cả nuông sra chỗ bà tế cảm chia kịch bún nuông bà rây kịch bún đại thua ấy ốc nhà mà chấm nuôn được không bà tế cảm chia nó cứ thăm miền bán sang tạc rục này ta hỏi nơi lời đời chia bẹp bọn tên năng ca bà mốt bún bì krom hôn ai cái chân mà chấm nuôn được không bà tế krom hôn khá nó cứ thả thử bóng bún mà chân nắm nâng bà mán liền chân tứ bần tái nơi bê đài mình trai coi cho thật đó krom hôn tặng ổn nắng thỏa thả lấy krom hôn rồi chui bỏ xong luôn rồi lại cái xa bà nè chui xong rồi lại cái xa krom hôn rồi bỏ luôn sẵn sàng cả nà nắng thử bằng bốn chân nắm nè thử đọc liền riêng ủ thỏa nè đọc liền riêng bà chân luôn sẵn sàng cả nà nè dây trâu cho mỗi coi mà nè ai rất có mê coi ở chân thức mê coi cả thả lấy bạch bằng bốn nè đọc liền riêng nâng lấy bằng mà ơi qua thầm pram liền riêng tới chân bốn tặng ổn nắng cứ thả thử tu tuột lục chào tặng ổn bà đối chân nè bạn mà chắc không hôn khác bằng lùi tại bẹ cả đá hay bẹ cả đá tiện nó free bà free được chứ này bẹ cả đá này lùi buôn để trời bằng tầng ở tu toàn nó cứ tha trời bán cắt bẹ cả đá vô tạo cồi bà hãy cồi nó cứ tha tiện sau cứ ở bán cho nó không mình chỉ buôn nó không cả bằng chỗ thải cả rồi thì chấm nói này bạn lục 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 đăng đại thế bà lục sẵn sàng cả rồi nè khi ông ban tập tu bỏ miền khắc khắc đại vì đường nắng nè phần bà anh ấy khi ông định mở khơi thao vì hạ đôi chỉ đường là cái hào tôi si tam tôi thông si tam thông tuần sau cô thấy được khi ông đã bàn lên chắc là được nục nông trầm mình tây quân đà khăn mình tây quân đà thì tận đi rồi có chiết ấy nó thằng chiết đã kẹt nhiều cái than này thằng nó cả nó kìm biến cầm rất ba kề môi môi nó ảnh hay chẳng kề sầm rùa tổ tam nằng chẳng dân khơi na dân cầm rõ được được khi ông lực hàng đam dân cầm rõ khơi mình tây coi quân đà na đại quạt miền cái hào tha lục bá trong bậc tiếp thiệp môi mình tây đi cam xinh xinh tiết đấy chẳng hay là chỉ phải hà chẳng trong tha ở vây để cua cái nó bỏ sân chỉ ru rơ bán cua từ ru rơ mờ hay tốc tận nẹn na để cái smart trống cái trâm trớ cái mờ tôi thay nẹn nó bật chỉ nẹn để prao vị trí chỉ vẽ chấm đây chấm niên tu nịt ti đầm bay ban là tôi đo phải giàu tôi đo rót phải giàu tôi đo sùng cung mấy mét là nó dựng cua để kết cua tầm la ưng thành nẹn bon sai ở cái tư phụ nẹn nó smart trống bạn dân bị bạ rô đấy phụ khi ông lưu tha đôi chia cầm rõ miền này mình trầy bài nắng á để dân đằng lòn máu đó lục sao đang bạn bạn bắt tay lục lục sang sàn karana ta lục kết tha nè xong bấy tay mình trầy coi đại trừ cùng ở dụ chỗ này bọt là hơi nó có trừ ban đạo ấy bắt to bắt thay mà dụ ai nữ can cạp rộng lùi ai lục hôn sáng bàn thay mà tiết hơi ní hơi chỉ cầm rù mỗi đại thừa ai bởi chìa bà rõ nó cứ tha quạt bà bà dù là ông bì rõ thà bà 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 lô con sáng khăn ông kà quà ông bì bà chìa bà rõt bà khăn ông kà thua ở bà chìa bà rõt năng rùa nơi đời sọc đông rùm mà nìa miền xe tạ kạch cửa xa năng rì chẩm ra ân to từ mốc cứ tha mùi mùi nước thăng ngô được bìm chẳng nơi khăn ông bà thê sọc thang ngay nì bà hồi đời lục con nhâm ấy chế đám năng cứ tha chìa mà nốt đá lập bây tha miền trọp xâm bắt đò mà hà xá là hồi chìa nạc đài miền lùi chả ân hô hía đòi xa tài lục chìa nạc đài bộ kai bà mô lùi xâm rạp lục con sáng chấm lệnh này thật ta lúc cái thằng ông gặp phiền bị chăng bơ bốc là lui cuộc báo ca sự kiện từ lúc công mình trai coi tặng ông nâng đại thích coi tặng bị coi prom đan coi tam chợ đối thà phải liên duyên họ anh ra chiết ấy chợ đam coi nơi tam chợ biên ấy xem xem thật ta chấm lệnh tặng ông ấy lúc lúc cái thà rồi thà bác cua ta bình nứt rồi có thôi ca cái thầm rung mình trai đi chả là bọc luôn chỉ sẽ từ lúc mình trai coi nâng đại thế đầm bay áo cầm ao lưới nó cứ tha bật trả ơn bà pi mà chăn tâm mà chăn cứ tha bật rập quan liên đờ lại nó đòi ra tạm phơi bọc là lưới nó bà lục sơn sen cả nè bắt lục sao đà việc chỉ cá bắt đó và dương bình đất mới là trong tham mệnh tại mình trai coi của mơ mình trai mà chuẩn luôn để rập thầm thạ khai thạ dương mơ mới thật tá phía pro cả đây này phía miền bán bạc bộ quạt đó là biệt bạch la nhạc là thầm ạ bà khách bên tay đây vì la lan tùm nơp hù hai tê cả đang có thứ ấy ở đang dân cua tại miền ca bà ca sớm kế tới của bà sân chìa thuê lan đòi cho bà loa bài nâng trong tha rót miền miền thiệp chấm nênh thạ bị ca quân chô nóng đáy cho là chẳng cua tại thuê bà mình thầm tại mình trái cối cua tại biển nứt mơ lan quên tầng ọ
tiếng ong cấp phép chẳng bơ bộ lối nâng còn chẳng này phụ nẹ khá và dương khơi nha bởi khá miên ca song say tức là thằng ong cấp phép chẳng bơ bộ lối ta dương khơi vô tại chung mua máu nằm bây ao dương khoản là vô tụ bọ sài ao cái thái bộ lối mấy mới bởi miên tha ban và chẳng bơ bộ lối phần nà này khi nè bắt tay xu đặt phơ ấy khá phơ ấy nực nông rương đè ông bơ bộ lối đè đè là bài ca ăn rạ chiết kỳ chanh máu nông mà chân nam mình đai thoi sao miên là càng lệch thêm càng lệch thêm bên thay dương thôi phần tụ từ tiền chẳng và xin chỉ trong miền trên tận á bật bạc cọt nhé nông ca đắk nông đồng bơi áo ban phải giáo từ đó phải tê chiết điệp cho mày lo từng óc nia kiếm tha đôi khi mình bỏ bạ để kiếm khai tha mình đăng mình vô là ca đắk nông chẳng mấy à đăng kiếm kiếm mình đăng quan miền trên tận á chẳng mấy bên tai quan tha và xin chỉ miền chan tẹt nông ca thưa ở cho bà lo cứ chập đầm ở trong cái hạt đạo ở trong hay được dương khơi và cùng nay tầm rung nó khiêm tham mến mến thẩm tay ông gặp hiệp bị chàng bơ bộ lùi đang thưa đây cứ tiền khang tà la ca chẳng đại bộ chạp đang bị khang tà la ca nâng bôn kê bộ tà la ca có nông ca song say thay chiếc tháp bắn mối đá và bớt nó bơ bộ lùi đài chẳng cua tại thưa mấy cây tầm rung hay hướng cây tầm rung nó khiêm tham mến là lớn tăng bi ở tây tạ để dụ rõ trây bà gần đập đai đai cây tùm rung bên cây tùm rung cây tùm rung mà đó là lớn nơi tại chưa bành hà tại đại toàn miền ấy để thưa ai miền ca chưa chạy vì bị chưa bỏ trong ca đất nóm cực cực rung chặt chanh từ lưu trọc xâm bạch thôn thiên là bỏ tê chiết ca rộp bồn rộp ấy nâng sọ chẳng hạn nơi tại chưa bành hà đấy nhưng mình toàn khơi miền ca cây lòng on ở lại bạn lúc sân sàn cả là cả là bị bảo mạng thay môn ý cứ tham miền ca rì côn trả từ lưu kêu sọc khiêng អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអើកុយនឹងរដ្ឋកោថាមានលុយនៅសល់ចំនួន2000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះកែវអង្កាមក៏ជាប់សង្ស័យពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរនៅក្នុងរឿងនេះប្អូនស្រីពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាពុករលួយផងដែរថាមានពងលើស្រូវណាគឺស៊ីស្រូវនឹងឯងដែលមានន័យថាអង្គភាពណាពុករលួយគឺអង្គភាពនោះឯងតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែល តែងតែលើកឡើងអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់មកនេះជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយកម្រិតណាដែរទៅលោកសង្សានករណីដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺរូបមន្តសំខាន់គឺលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនេះឯងបាទ បាទត្រឹមត្រូវលោកសារដាពីព្រោះថាយើងចេះតែពេលខ្លះយើងយករឿងធម្មជាតិមកជាមួយនឹងរឿងមនុស្សវាអត់ដូចអត់ខុសគ្នាទេអត់ដូចគ្នាទេព្រោះធម្មតានៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងមនុស្សគេប្រើអីប្រើច្បាប់ chúng đập bề đại ca anh vật cho bà ban trầm tư mình nuôi nước ở hiện tập trật nơi ông bơ nạp đẹp đá rê bù cả nạp tập trật đẹp đá luôn nâng miền bánh há miền tô miền toàn tổ tam phải cho bà bên đây để lái cam chi dương miền ở cho bà bên đó cho bà miền và cho bà bị chăng ông bơ bọc rồi lôi nâng cứ miền trai nhàng là o bên tay à quay để chỉ cả anh vật bộ cô để anh vật nâng ta còn anh vật biệt mệnh anh nâng dương mơ thằng ông niệm mơ thà ta còn anh vật biệt mệnh bù anh vật đời thực nết được có ăn được vật dạng nào đứng to là nẹt để miên tuôn để tì chỉ nẹt đắc nó mấy bậc nhom mấy nẹt đắc nó một bậc bậc nhom còn là mơ pi pành ha sừng cúng còn nhom chư cá ba lại của bậc bậc cá đắc nó nâng mình prà prà tuôn để tì nâng ỏi bàn đặt đòn mơ từ lơ mình trầy cào mà bàn bọc lúa nó phù nẹt nẹt lùi cập kinh xì bị lơ luôn từ tiết đó nâng khăn đấy vì phù tha ca đắc nó không được xây lùi bồ kê mau phong không trút biển đất ấy phong bàn tay đọc bê bàn tay là bọc luôn sắp sân là chi bàn tay bọc pra luôn cập kênh bì lơ luôn là nó thom đá cái ai thay vì chica bà ma từ lưu mê đặc nòm đằng đáy ná vì cái ai thay mê đặc nòm ai ọp xa mặt phía phong ca trút biển đất từ lưu à bánh hà thằng ọc đằng đáy ná bạn bạn lúc sân sân karana nè srei hôn xin át bàn dây thà miên mặt trái khá miên lôi rộp rồi liên đà la nâng prá lôi nó sốc bán dọc đầm này nâng mặt trái khá tiết mình miên mục là bỏ មានផ្ទះនៅសង្ហបុរីថែមទៀតតើចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរបើកការស៊ើបអង្កេតកម្រិតណាដែរទៅលោកសង្សានករណាបាទបើមានការលើកឡើងថាគាត់គឺជាតម្រុយជាតំណឹងព័ត៌មានណាពីព្រោះថាក្នុងផ្លូវច្បាប់កាលណាមានតម្រុយបទល្មើសអ្នកដែលដើរតួក្នុងការស៊ើបអង្កេតគឺព្រះញ្ញានៅក្នុងដែនដីនឹងហើយដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតដោយប្រើប្រាស់នៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ហ្នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅថាតើរឿងហ្នឹងអ្នកណ
đam thơ tư vì phụ tha dương chết tại bản đai bản đòi tới mà nè cứ nòm khnề thơ miền thơ ban hay phụ ao à thôn thiên chiết dương căn đại tịch tì tư hay khẩn nặng đại po rót đại quạt cây cro căn đại cây cro căn là bị bắt xây được cây căn đại khăng
hay là nét để cập kênh trọp sầm bát chia đứng chết thật to thì tớ chẳng cú đây chắp bà đám bà ca sơm kê tớ tiếng ọ nẹ nà là cái đòi miên tu này ti miên ban khóc pro cái đây nâng thôi ca bà ca sơm kê tiếng ọ lang vinh nẹ nâng ban mau pina nâng quạt ban mau với ấy bà quạt ban đòi sơ chật tiếng trống à nâng viêm ấy thì tại bà ban mau khóc pro cái đây à nâng thở tại đọ hốt vô mau chia bây giờ sẽ mẹ bà tê chết hay thở đã tô toàn tiết nó không ca pra pra tu này ti từ 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 tu ban ở phòng bây giờ chẳng ọ nâng bạc bà bất tài lục sự kiện khởi bài nào đại tư nước bề đại thân đặc nom đối chiếu lục hôn sai đấy nè đối tháp prạc khai quất prạc khai nhiều loại mặt trời muốn nâng cái tháp bảo mãn pon đô la thế mình chẳng không một khai bà priệp thiệp prạc khai là bạc quất tân năng trọp sầm bát rồi có à vậy để quạt miến cứ tha chia mê đặc nom mỗi đại miến lôi tràn chừng kế nước không đầm bát tê cây cỏ rồi có không đầm không chừng nào bát tê đại nè miến thêm để tiết là lười bị phục lục bà xong bây giờ nên là ca rồi bảo là con sản phẩm nó đầm lại vì miền này là ca khá nó đầm lại bảy liên đô la pram liên đô la bẩm pal liên đô la hay chiếc đọc liên đô la nó anh ấy dương nơi mình toàn kết pi trọp sầm bát em xem rồi bảo quạt đấy còn ta nên là ca quạt pẹn là đại này rồi liên đô la thôi tao trong đấy những lúc kết tha Ratthaphibal Campuchia đại của bà cả sự kiện môn kiến nó cứ tha của tại bà cả sự kiện bị thạ lơ thạ cầm pool chỉ biết sách lục hôn sản nước ta mà đong đại thế bà lục bắt lúc Sarada bà được để khi ông bàn lược chẳng bà dân vậy bị chấp bắp ở miền thà nè na thống nè na tuổi tế và sân dì rô khơi thà nè năng bộ prết nơi bọt là mơ hơi thở tại bà đoàn tiệt tổ trai quay cái rừng bà trang bơ bộ lối nếu mình khó bị hướng bọt xâm áp tế hay thở thơ bị lơ môn bà dân bọt bị khó mà bị lơ tà lẹ mau với nâu bà ri tà đài lê ọt ai chỉ đẹp bà này chẳng thật bọt bị lơ mau môn nà ọt khơi khơi thà ô bật chì xa xa mẹn à nâng bàn chạp đào à càng khó nâng phây khai ô nẹ khẳng lỡ có kê chạp đào bằng răng ná kì ạn vọt đài chẳng ai tồn tại bệnh hiên ná bà bắt tay bọt bọt bị khẳng lỡ dân bệnh ca tư lục đừng sạp hỏi thà bà nâng lúc xa ta có tấn lê thà vì chẳng ánh bà dân khơi bà bọn ạn vọt chạp sọc dân chẳng ánh ná dân khơi thà nếu chỉ bánh hà rương bà chia thập tay thì đại bánh tay bà dương mơ bà tê kê bà căn bà chia thập tay kê miên ảnh nát dụ rọt một trây cho bà lo kê mẹn tắc nôm bà to bà toa bà khá nế anh chẳng tê dương dương mơ là biếp á là dương đăng thật ta khiếm nơi ta lương tham đăng thay dương bà chia thập tay biếp mất chứ nè bà dương mơ lòng bì ca cầm nót nơi ẩm nai cho bà dụ rọt một trây có bánh miên cho bà lo hay bà to bà khá nế anh chẳng và to khi nên chẳng ai dân 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 bị cha nà mơ à nâng kiểm ai kết từng ngọt nế đó hay bởi chẳng xua tha phê để bật rất khó ta để nát đã tô toàn bản chẳng nợ không bật tế đề bật căn là bóp bị chia thập tay cái chắc bác lo để tệ rọt chắc bác lo cái ạ miên dục dô tha nè nâng chia nè nà tê cái nó phê để bật nợ bật là mơ chắc bác kỳ thời vô mà cắt tô đã tô toàn này hay chẳng ấy bàn mê đặc nòm nâng cứ kê can tại khai bờ là bà kê tới tiệt đấy mình mình tha thứ ấy tam chất trong bàn tê vì bố bà thưa mình xưa bà miên bị chia thập tay bật bật quát bị chia bật quát cái tầm lẹ chào bà này kia ở tốc ấy ở ai tha ở từ thưa bà đẹp đa bùm pia bùm pin bùm phình bùm plan trọp sầm bát rồi có bà tê chia đình chẳng tê bà cao pì môn pì môn mọc nâng cứ tha dạng hỏi nó có nơi pê đại miên bọt đại miên cái nạp bạp chăng nơi không sập hia miền ấy chẳng tới chẳng hỏi nó có miền lục hồn sản có riêng đôi thà rồi yêu luôn rồi yêu luôn ấy khá đai có đôi thà mình thua với đôi thà đôi penite thua với đôi thà mình sau chia sẻ lên đây bao màn thì bắt tay nó cày cả lần cả năm nay là bao lục hồn mình này một nơi nơi bây đây lục hồn sản cầm chặt đây cù bạc cù là bao quát tao ấy tiếng cày bạc không bạc là bao quát lục đằng sau hay là không chua cái nào bạc chỉ cho nó cứ thà miền ca độ đầm này rồi có ao mặt trời chà chà nắng chiều thì vót ở lên tới nơi sau đặt quạt bạn đôi lục sò khen lục sai chôm ấy nó không chiều thì vót ở lên bạn hay tục côn côn nó ở lang sơn đầm này nó không phê bản tây tiện đấy lục hôn sáng đừng ai rồng cờ mới chấm hiền tiết không cá độ ẩm nai rồi bảo lục sò sạch há vì tu này tí chia rót mặt trời cả xuống mà hạt tây một nơi hạt với chia rót mặt trời mỗi đại bởi vậy vì cả xuống hạt tây với nơi 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 xã rót làm đấy chỉ cả xuống đại đào mưa cá và hai chữ lục hôn sản chọn thưa đôi ẩm lịch đấy chọn tục ở lục hôn đạo ở lục so sánh khá năng đạo mờ cà chân tư tam ti còng tư cà na thứ cô chụp bài khẹt na ấy chân tư cứ thắc cục còng để thầm chụp bài khẹt để chẳng à vút chọn vậy thắc con cầm lắng đại căn à vút đôi chia bẩn ly đôi chia ấy nó cứ tha thử tại độ tới chia tới căn cả xuống một tiết đại lục hôn sản ai nên bậc ca được về cả mốc cứ cả xuống sau để sọc chiết và đại kỳ trong thưa tam xã đoàn để chân đội homeland security chẳng á
Look, Sang San Karana. Dial Kazun the Onik group crong, Tangpi Char, Cam, Tangpi Nako, Balcharacho, Tangpi Police, Tangpi, a group by Yang Tangpi and Tau, Professor and Tau Reku Kazun, a son sock chit number, Rikaki group crong, oh, clang them along. Luchne, Kazun half day, but no, I'm breaking. Chia Kazun dive up car, ba, Sitina at Samin car, Lina at Dosma clang page, Jungta, Kate, car, cat smile cat agent, Kazun half day, and I could genet, Murk car. ទូទៅខាងក្នុងបាទមិនដឹងថាក្រសួងដែលមើលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងផ្ទៃក្នុងមានដូចជាដើមឈើនេះដុះខាងពេកទៅកាត់ដើមឈើនេះត្រូវដាំផ្កានេះត្រូវដាំដាក់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអីចឹងទៅស្រោចទឹកស្រោចអីចឹងទៅដូច្នេះតើតើវាសនានៃក្រសួងហាផ្ទៃកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ដែលកំពុងតែដឹកនាំដោយលោកសសខាហ្នឹងអាចនឹងបោះជំហានទៅដូចនេះដែរទេដល់លោកសង្សានកាលណា ខ្ញុំនឹងឯងក្នុងអគុណនៃសំណួរហ្នឹងហើយបើយើងពិនិត្យសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានថាទោះទាយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាសូមលើកអំពីទស្សនៈនៃការដឹកនាំពួកខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចេតនាក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នក្តីកាត់បន្ថយអំណាចស្ថាប័នក្តីកាត់បន្ថយស្ថាប័នក្តីឬក៏បុគ្គលិកមន្ត្រីក្តីហ្នឹងធ្វើឡើងក្នុងចេតនាដើម្បីឲ្យ ប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសនឹងឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរឲ្យរីកចម្រើនសម្រាប់ជារួមណាដល់សង្គមជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងដែលមេដឹកនាំធ្វើទៅវាអត់ខុសអីទេព្រោះអាហ្នឹងវាជាគំនិតមួយដែលប្រួយផ្ដើមថ្មីថ្មីធម្មតាការដឹកនាំវាមានគំនិតនិងទស្សនៈឬក៏អ្វីដែលរកឃើញថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនហ្នឹងគេអាចធ្វើវិសោធនកម្មធ្វើការកែប្រែឲ្យដើម្បីឲ្យវាទាន់គេហៅសម័យអីជាមួយ នឹងបញ្ហាសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការរៀបចំឡើងក្នុងន័យដែលផលប្រយោជន៍ក្រុមផលប្រយោជន៍បពុគ្រួសារអីទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនកប់បីក្នុងការធ្វើទេព្រោះការធ្វើទាំងអស់នេះវាមានការចេះអតិពលវាយូរឬឆាប់ឬក៏តិចច្រើននឹងមានចេះអតិពលហើយវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសុបាយចិត្ត ជាមួយនឹងការរៀបចំនឹងធ្វើតែគេមិននិយាយគេមិនថាប៉ុន្តែពេលខ្លះក្នុងចិត្តគេទន្ទឹងគេរង់ចាំឱកាសណាមួយវាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងកើតឡើងហើយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងអីជាមួយគ្នានឹងឯងវាសិតសឹងតែជារឿងដែលរង្គៀសចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំមិនគប់បីទៅធ្វើឲ្យមានការរង្គៀសចិត្តឈឺចាប់ទៅដល់អ្នកណាបុគ្គលណាក្រុមគ្រួសារណាទេគប់បីធ្វើកិច្ចការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូ
ប្រអងជ័យប្រមាណទី7ដឹកនាំអញ្ចឹងណាប្រមាណចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅដូចជាការដឹកនាំដោយភាពអព្យាក្រឹតឯករាជ្យច្បាស់លាស់ណាមិនការពារបព្វគ្រួសារស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងណាធ្វើដល់ការថ្លឹងថ្លែងដោយស្មារតីភាពហើយដោយមានភាពវៃឆ្លាតណា ដែលគិតគូរនៅផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារួមយកពលរដ្ឋជាធំអីជាដើមអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្ញុំគិតថាមិនជារឿងល្អសម្រាប់មេដឹកនាំដែលធ្វើអញ្ចឹងទេបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសង្សានការណាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមួយទៀតមុននឹងយើងលាគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះគឺលោកមានអ្វីស្នើទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកសង្សានការណា បាទយើងដឹងហើយលោកសារដាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយរូបជាខ្មែរមួយរូបដែលយើងមានទស្សនៈ មួយ ដែលយើងប្រកាន់នៅការចង់ឃើញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់មានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមេដឹកនាំលោកសេរីប្រទេសសេរីដែលគេទៅទៅចែកជាមួយមេដឹកនាំនយោបាយឬមេដឹកនាំប្រទេសយើងចង់ឲ្យតែមានការបើកនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឲ្យល្អប្រសើរទេណាគឺទីមួយដោះលែងអ្នក ទោះដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនឹងទៅឲ្យគេមានសេរីភាពមកប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនឹងទៅហើយសកម្មជនអីនានានឹងគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេបានធ្វើការងារគេឲ្យពេញដៃពេញជើងក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជាជួយរដ្ឋាភិបាលដែរទេរឿងខ្លះនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចចុះទៅដល់ដែរព្រោះ ជាសម្ពុទ្ធទេការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសមួយមិនមែនមនុស្សមានគំនិតស្របគ្នាទាំងអស់វាមានផ្ទុយមានអីចឹងហើយវាមានការរិះគន់វាមានការលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងគួរតែអត់ធ្មត់ហើយគួរតែមានការទទួលយកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញមានការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាសំខាន់ប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងចង់ឲ្យ
Pua hà lỡ dân từng dây thao nè khẳng khăn quạt cài hướng bẹp bọn nâng cô chô bò ai kể chúng ta đôi chí tư mà rùi tê chân xa cô môn ra chết cô đã bị nịch mơ thật. Ta thư thư dân mấy ai cô chô bò này ai kể rí bà cô chô bò đã biết nâng nâng tập bò cho nào đã mấy. Chứ nè khả nạp bạc căn ná dây vì bù cô chô bò bạch bọn dân còn đầm mơ hê tha đi chân nà xâm bọn em xinh xinh nâng việc. Vì miên miên khả nạp bạc xinh miên bàn tay dân xua tha khả nạp bạc xinh nâng miên ở tập bộ ấy tù cái bài ai cô chô bò nâng ai kể rí cho gọp xưa kết tập bàn. Miên thì chấp bắp mình để miền rong ca rịch cún tiếng vị trí vừa rồi tiếng ông ca sắc cung sĩ vừa tiếng khang sắc cung anh đã chết cái tay để lướt lang chơi rồi hơi bẹp bòn nên làm ho sứt sợi phiếp bắp vị trí vừa rồi rồi có sa bò làm miền ấy từng ông này rừng sợi phiếp chụp chung sợi phiếp bị tranh mặt tệ sa bò làm miền dương khơi nhây sa bò làm miền nó có bị khnông bắt tay hay ở tiền na hiền thì dây hiền thì xe rịch cún nó cứ ắt bán này mình trâm tại vay và ha lướt online thì cứ mình ao nơi khnông nâng tua bò làm miên tiết rơi ao mình đo bát sông phía bờ ba khnông ca vô bò làm miên nẹt nơi khnông sọc mai chuyển luôn để thưa bò làm miên kia còn ba đấy đôi chi dừng khơi nẹt nơi miên nơi ca xe ai cái đấy nâng bị ba khnông ca tua bò làm miên bị khang mình trầy bà rọt tha bị bà là đi coi chi này mới để thử tại ba nơi lùm ho nâng đá hay ao cái nạp bạc để kê cho mua miền mùa miền ấy nâng ao kê bạc cuột bị chèn đòi sợi tơ ao nẹt để chọc không nâng thở đỏ lên mau nẹt cào sọc ao kê miền ao cà chua tơ bạc cuột bị chèn bình tơ dương cái na dương miền đồng ho chẳng biết phao chậm nâng đo bờ tây dương đôi mình chúng ta bỏ dương riệp chom ao miền ca cướp sơn nô miền bị chia thập tay ăn nó vót bắp ao miền dưới thoa sừng cốm dương mình chăm bạch tự đa chạy bồ lôi kê tê cứ dương à miền bờ tây chuyên lươn xem xem để kê tục chặt nâng kê nom kia tự chui à phi vọt co sang bờ tây dương đôi cao pì cao kịch prom riêng krong pari dương dương khởi nhé môn kịch prom riêng krong pari dương miền ông ca sừng cung mau bì na miền mà cha chụp nuôi bò đất tê mau bì na mà chui à phi vọt bờ tây cao pì chân non rọt cam chia nâng dương khởi miền tê chẳng cao kịch prom riêng cứ rọp mơn liên đô la pì sạc cung anh đã chết kê tự chui co sang kê tự à phi vọt bờ tây dương chẳng dừng đôi khi dừng dừng khi nằm biên ca cao tốc đôi chia rương là bài ca mây mây khang UPR thì lực lang chẳng cứ miên áp sát căn từ cao lang hay miên thoi sao chẳng dừng cua để biển đất mơ lang quên chỉ riêng dừng che thập bậc cái hay bằng hạ xk tí bổng phốt việt lẹ mà lực luôn anh hay căn để thuần đầu thuần tư hay một mọt dừng tranh từ bị chung lực cha on ra chia để xem xem bị bỏ bã bị ắt smile một smile mọt chỉ mỗi cái phải bắt à miên ở ca tục cho chương bị chung mấy bàn tay bằng hạ để cái mơ mất cái đăng thay cam bị chia đang được biết mạch bạt hay còn cái mơ rechina sapon đắc non bắt tí cái vô được biết đắc non biết mạch bạt hay chẳng chẳng khi còn là tôi thương mấy ao ở miền ca ba nơi làm ho tăng ở năng lang vinh để bằng hạ để cho man lực lớn hay chỉ phải gió cứ đầm bay để ra thay bị bạt luôn ai này tê bạt លោកសង្សានករណាសួរសំណួរមួយទៀតមុនយើងលាគ្នាមែនតើបាទសំណួរចុងក្រោយមែនតើបាទនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាកំពុងតែខំប្រម៉ូទខ្លាំងទៅលើវិស័យកីឡាជាពិសេសហ្នឹងគឺកីឡាប្រដាល់តែម្ដងគុណខ្មែរនិងបញ្ហាសិល្បៈដូចថាមានការរើសប្រធានសមាគមថ្មីឬក៏រៀបចំបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រអីសិល្បៈអីជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះគឺថាបញ្ហានយោបាយជាពិសេសគឺវិជាធិបតេយ្យនឹងដើរថយក្រោយស្របពេលដែលបញ្ហាកីឡារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែបញ្ហានយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេបណ្ដោយឲ្យវិជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលតើលោកគិតថាបើនយោបាយដើរថយក្រោយវិជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយរលសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយធ្លាក់ចុះតើវិស័យកីឡានិងវិស័យសិល្បៈកម្ពុជានឹងមានភាពយូរអង្វែងកម្រិតណាហើយអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកសង្សានករណាជាការពិតលោកសារដារឿងសបាយរឿងកំសាន្តនេះវាកើតក្រោយទេនៅពេលដែលភាពរីកចម្រើនប្រទេសយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញណាមានការគោរពសិទ្ធិអីស្រួលបុលមានប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហើយភាពជ្រៀកចម្រើនទាំងអស់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជារូបភាពទេយើងរាល់ថ្ងៃយើងមើលឃើញតែរូបភាពទេហើយវាអាចជាការពង្វក់ឬក៏ការពង្រួមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវង្វេងវង្វាន់ចូលចិត្តទៅលើតែរឿងហ្នឹងឲ្យគប់សំនឹងបណ្ដាញសង្គមគេថាក្រមបំពល់នឹងពោពាសទៅទីទៅបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍នោះឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានរវល់ទៅតាមដានរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហារបស់សង្គមជាតិបញ្ហានយោបាយដែលជារឿងស្នូលសម្រាប់ជីវភាពគាត់ហ្នឹងក៏អត់យល់ដែរគាត់គិតថាហ្នឹងវារឿងសុបាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែអាភាពកេងចំណេញនៅពេលដែលពលរដ្ឋมันមានការយល់ដឹងมันខ្វល់ខ្វាយពីនយោបាយអ្នកនយោបាយកេងចំណេញពីរឿងហ្នឹងច្រើនដែលគេយល់ថាពលរដ្ឋហ្នឹងងាយស្រួលហ่าគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានអត់បញ្ហាទេណាប៉ុន្តែបើសិនជា
ក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មានខេមបូឌៀដេលីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីបាទសូមជម្រាបលា